Cái gì thế này? Đúng biết cái gì luôn. Lần đầu tiên mình nhìn thấy có một cái loại ớt nó to như này luôn đấy. Cái này giống kiểu vị sô-cô-la nhỉ. Hảo hảo huyền thoại trộn với lại muối tôm. Ok, nói luôn thì đây là ớt baby. Ừ, đây là ớt baby thật đấy. Nó tên là như thế, nhưng mà không hề baby tí nào cả. Còn đây là ớt ngọt Palamoa. Thôi làm tí quả baby trước nhá. Baby đấy. Chấm nó không dính mà người ạ. À, dính không? Cái phần thịt ớt rất là dày. Bên trong nó có rất là ít hạt. Cái này thì ngọt tươi thanh thanh. Nghe nói là mỗi màu có một vị khác nhau. Để thử cái loại đỏ ở lòm này xem nhá. Quả này giòn hơn rất nhiều. Quả này nó ngọt sắc hơn. Rất là nhiều nước. Nó mọng nước. Quả đỏ này ngon hơn quả cam vừa xong. Quả này ngọt hơn. Nó đậm sắc hơn ấy. Còn màu vàng đó, nhìn cái quả này, nó mọng đen đẹp luôn. Nó ngọt thì ngọt nhưng mà nó vẫn sẽ có cái độ hăng của ớt. Thế nên là mọi người cân nhắc trước khi ăn. Ai mà không ăn được cái vị hăng của ớt thì sẽ không ăn được. Còn với những người thích ăn ớt như mình thì nó rất là ngọt, rất là ngon. Quả này thì nó cứ bình bình thôi. Nó giống quả cam, nó không có vị gì quá khác biệt đâu. Nhiều nữa lắm. Đến quả ớt ngọt này xem nào. Quả này ăn ngọt như kiểu trái cây ấy. Quả này nó có cái độ ngọt nhưng mà lại không có cái độ hăng của ớt cơ. Nó hơi lợ lợ, ăn nó ngọt kiểu lợ lợ ấy. Nhưng mà cái hăng của nó là cái hăng kiểu gì ấy, không phải là hăng kiểu ớt. Nó đậm mà nó mọng nước thì thôi rồi luôn. Nhưng mà cảm giác như là ăn nó hơi lợ lợ. Đây, thử quả này chín hơn này. Cái quả màu đen này chắc là trồng bằng... chắc là chăm bón bằng sô cô la, chắc là bón phân bằng sô cô la. Vị nó lại khác. Giữa những quả baby với nhau ấy thì quả đỏ này nó rất là giòn, ngọt. Quả này thì nó ngọt nhẹ hơn và nó giòn ít hơn. Nhưng mà giữa hai quả này thì nó cũng có vị khác, nhưng mà mình không thể miêu tả được hai cái vị khác đấy nó như nào cho mọi người biết. Kiểu như là một loại thì nó lợ lợ nhẹ nhẹ, còn một loại thì nó lợ hơn một tí ấy. Đấy, kiểu thế. Khó miêu tả thực sự.